Dính vùng tử cung là hiện tượng mà niêm mạc tử cung bị tổn thương, có thể do những nguyên nhân ví dụ như là sau khi mà nạo hút lưu sảy thai, hoặc một số thủ thuật ví dụ như nạo niêm mạc buồng tử cung hoặc nạo polyp buồng tử cung. Lớp niêm mạc buồng tử cung sẽ bị mất đi và lộ ra lớp dưới niêm mạc. Lớp dưới niêm mạc thì có tính chất là gây dính và sẽ tạo nên những giải xơ dính trong buồng tử cung và làm hẹp diện tích buồng tử cung lại. Do đó mà người phụ nữ khó mang thai hoặc khi mang thai thì dễ bị lưu sảy thai hoặc là đẻ non. Một số biện pháp để điều trị dính buồng tử cung đang áp dụng ví dụ như là nong tách dính buồng tử cung hoặc là phẫu thuật nội soi để tách dính buồng tử cung. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì cái khả năng mà tái dính sau phẫu thuật tách dính hoặc sau nong tách dính rất cao, có thể lên đến 60-80%. Do đó, cái biện pháp để dự phòng tái dính sau phẫu thuật hoặc sau nong tách dính rất là quan trọng. Và một số cái biện pháp dự phòng tái dính đã được áp dụng ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới, đó là người ta sử dụng thuốc nội tiết để kích thích niêm mạc mọc nhanh hơn, chống dính lại, hoặc là có thể sử dụng dụng cụ tử cung, gel chống dính, hoặc một số nước thì người ta sẽ sử dụng màng amion để chống dính. Hiện tại tại bệnh viện chúng tôi thì đang áp dụng các cái biện pháp dự phòng tái dính như là sử dụng dụng cụ tử cung, gel chống dính và sử dụng nội tiết. Người ta chia mức độ dính buồng tử cung làm 3 loại: dính nhẹ, dính vừa và dính nặng, tùy thuộc vào diện tích dính buồng tử cung, tùy thuộc vào độ dày của dải dính và lượng máu kinh, so sánh giữa trước và sau khi bị dính. Trường hợp của bạn là dính 1/3 buồng tử cung, khả năng là dính ở mức độ vừa. Và tùy thuộc vào cái mức độ dính và tùy thuộc vào cái vị trí dính mà chúng ta sẽ đưa ra những cái phác đồ điều trị khác nhau. Ví dụ như bạn dính ở ống cổ tử cung hoặc là bạn dính ở giữa buồng tử cung thì biện pháp nong tách dính buồng tử cung có thể là có giá trị. Nhưng nếu mà bạn dính ở những vị trí khác, ví dụ như là ở đáy hay là ở góc sườn hoặc là ở hai bên thành tử cung, thì phương pháp phẫu thuật nội soi để tách dính buồng tử cung là phương pháp tối ưu nhất. Sau khi phẫu thuật tách dính thì tùy vào cái diện tích dính và tùy thuộc vào mức độ dính mà các bác sĩ có thể áp dụng những biện pháp dự phòng tái dính thứ phát khác nhau. Ví dụ trường hợp của bạn thì có thể được bơm gel chống dính, có thể kết hợp với đặt dụng cụ tử cung và kết hợp với dùng nội tiết. Một lợi thế của phẫu thuật nội soi tách dính buồng tử cung đó là trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ có thể thực hiện cái phương pháp là nội soi ổ bụng để thăm dò vòi tử cung cũng như buồng trứng. Nếu như hai vòi tử cung của bạn mềm mại thông tốt thì có thể là một tiên lượng tốt để bạn có cơ hội có thai tự nhiên. Còn trong trường hợp nếu như hai vòi tử cung của bạn có bất thường, ví dụ như là bị tắc vòi tử cung hoặc là ứ dịch ứ mủ vòi tử cung, thì chúng ta cũng sẽ tiên lượng được là khả năng bạn sau đó có phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản hay không. Nếu như những trường hợp mà vòi tử cung của bạn còn có khả năng phục hồi được thì có thể bác sĩ sẽ áp dụng biện pháp là mở thông tạo hình loa vòi tử cung cho bạn. Còn trong trường hợp nếu mà vòi tử cung của bạn bị mất chức năng và không có khả năng phục hồi thì có thể sẽ tiến hành phẫu thuật kẹp hoặc cắt hai vòi tử cung đi để sau đó bạn áp dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm, khi chuyển phôi thì mang lại hiệu quả cao hơn.